Tuy mới chỉ diễn ra được 2 mùa nhưng tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã nhanh chóng thể hiện được sức hút cũng như sự ảnh hưởng của mình tới nền công nghiệp thời trang Việt Nam, tạo ra một cái môi trường tin cậy cho các nhà thiết kế cũng như thương hiệu thời trang trong nước khẳng định được mình. We see every year the show is getting in popularity and in quality. So for us, it's progressive. It's something which is bringing to the next level. So it's very much in line with Audi values as a brand. So that's what we do for cars in Vietnam. Theo dõi Việt Nam International Fashion Week, chúng tôi thấy sự thành công rất là lớn. Chính vì như vậy, thương hiệu trang sức VNG của chúng tôi đã quyết định tham gia vào tuần lễ thời trang này. Không phải ai cũng có khả năng đến dự tuần lễ thời trang quốc tế ở Việt Nam. Thì mình nghĩ đây sẽ là một cái cơ hội để kênh MTV mang chương trình này đến với tất cả những cái giới trẻ, những người hiểu được cái chủ sự kiện của cái tuần lễ này. Với tư cách là nhà bảo trợ truyền thông chính thức của Việt Nam International Fashion Week, kênh 14 sẽ đem đến một cách làm truyền thông mới mẻ, khác biệt. Chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực không mệt mỏi của Multimedia, kênh 14 có thể góp phần vào thành công của Việt Nam International Fashion Week năm nay. Điều mới mà Harper's Bazaar sẽ mang đến cho những người yêu thời trang lần này là chúng tôi sẽ mở đầu tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam với một bộ sưu tập rất độc đáo mà chắc chắn là những người yêu thời trang sẽ cảm thấy mãn nhãn. Canifa sẽ giới thiệu bộ sưu tập Colors of Summer. Bộ sưu tập là cơ hội để Canifa giới thiệu về chất lượng thiết kế của thương hiệu khi thời trang ứng dụng sải bước trên tuần lễ thời trang danh tiếng. Với Avimoda, chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ về phong cách và xu hướng hướng tới hình ảnh của một thương hiệu thời trang dẫn đầu. Đây thực sự sẽ là một dịp đặc biệt để chúng tôi có thể thể hiện được dấu ấn cũng như cá tính thời trang của mình tới với khách hàng cũng như giới mộ điệu. VU Models is really pleased to continue sponsoring Vietnam International Fashion Week, because we really want to influence the international fashion market. Việt Nam International Fashion Week là một sự kiện uy tín. Mường Thanh Sài Gòn chúng tôi được hân hạnh mà đồng hành bởi về nơi nghỉ ngơi của các nhà thiết kế. Chúng tôi tự tin rằng với trang thiết bị hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ làm hài lòng các nhà thiết kế. For Audi, it makes sense to join this event to continue support creativity in Vietnam. Là đối tác của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Harper's Bazaar hết sức vui mừng với những gì mà tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã mang lại. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được những bước tiến mới vững chắc sau tuần lễ thời trang lần này. Xin chúc cho sự thành công của chương trình.